Rồi, xin chào mấy anh chị cô chú nha. Hôm nay mình sẽ quay đổ cái lục giác 78. Lục giác 78 dáng đứng này cho mấy anh chị coi nha. Rồi, hôm qua cũng quay clip báo giá rồi đó. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay đúc ra. Đây là cái chân của nó nè. Chân nó xài chung chân với 80-85 nha mấy anh chị. Còn đây là chậu. Chậu này là mới nhất nha. Mới nhất năm 2022, tháng 6. Mới nhất trong tháng 6 năm 2022 luôn. Mới nhất trên thị trường luôn. Lục giác 78. Đây, giá nó bên này có luôn nè. Đó. Mấy anh chị có thể kiếm lại clip cũ có báo giá. Kích thước phủ bì 78, chiều cao 60, lọc lòng 70, sâu lòng chiều cao 56. Sâu lòng á. Rồi lòng trong nó 6 mảnh ghép lại luôn, ngoài 6 mảnh luôn, hoa văn lòng vô luôn, y như cái 58 nha mấy anh chị. Chỉ là nó to hơn thôi. Rồi, hôm nay sẽ đổ. Thì giờ phun nhớt vô thôi mấy anh chị ơi. Mấy cái to to này lưu ý nha mấy anh chị, mình phải lấy lòng trong sớm ha, mình đổ tầm khoảng 2-3 tiếng, 4 tiếng gì đó. Khi mà cái xi của mình nó xe săn săn lại, cứng cứng lại là mình phải lấy lòng trong nha. Hạn chế để cho nó khô nha mấy anh chị, để khô nhiều khi lấy lòng trong nó không lên nha. À, trong clip thì em đổ thử và em sẽ tư vấn cho mấy anh chị rõ hết ha. Mấy anh chị chịu khó coi kỹ tham khảo, mất công mình làm, mình để khô quá, mình lấy lòng trong được, mình phải đập chậu hay là mình nạy lòng trong nó hư ha, nó nhanh hư khuôn ha. Tại vì cái 58 bản chất nó để khô cũng đã hơi khó lấy rồi đó. Nên cái này mấy anh chị lưu ý là mình để tầm khoảng 3 tiếng, 3 tiếng là nó xe xi thì mình lấy. Rồi phun nhớt vô nha mấy anh chị nha. Chậu này cũng khá là đẹp không mấy anh chị ha. Hoa văn đồ sắc nét. Khuôn này khuôn Việt Nam sản xuất nha mấy anh chị. Nhờ ABS Việt Nam sản xuất dài dặn. Này nhờ xíu nữa mấy anh chị phải sử dụng bao cát để chèn lòng trong nha. Thì công đoạn trộn hồ thì em cũng nói sơ cho mấy anh thôi ha, chứ em không quay chi tiết ha. Thì bên em hay chọn tỷ lệ là một xi măng, một cát với một đá mi ha. Và hôm nay không có, em không có đá mi. Thì mấy anh đúc chậu to, mấy anh phải có đá mi thì nó chắc hơn. Em có đá mi nên em đúc bằng cát không cũng được. Đúc bằng cát không thì phải để lâu mới tháo được. Để tầm 3 ngày mới tháo được nha mấy anh. Còn có đá mi mấy anh để tầm khoảng 24 đến 36 tiếng có thể tháo được rồi. Như cái 1 mét này em đúc bằng cát không nè. Đó. 100% bằng cát chứ xi măng không á. Không có đá. Nên là phải để lâu lắm mới dám tháo nha, khiên bể. Chọn đều bằng máy mà anh, chọn càng kỹ bằng máy thì nó càng mịn. Khi anh đổ nó càng ít bị rỗ. Rồi đúc nha mấy anh. Này lấy bao nhiêu sẻng cát rồi đi? 12 sẻng cát hả? Xíu em nhớ nha. Nhớ hết cái bộ này bao nhiêu sẻng cát nha. Cái này không có đá mi nên là tính bằng cát không nha mấy anh. Thì cứ 3 cát 1 xi là được. Rồi mấy anh phải đổ có đá vô nha mấy anh ơi. Đổ to phải đổ có đá đó. Anh đổ mà tới cái chỉ tròn ở trên nè, ngay chỗ cái bút lông của em ghi đó. Xong anh sẽ dằn cái lòng trong của nó bằng khoảng 1-2 bao cát nha. Xong mình đổ lên xíu mình dằn tiếp, đổ lên xíu mình dằn tiếp. Chứ không là xíu nó đẩy cái lòng trong lên bứt hết tay nha, hư hết á. Rồi cho một bao vô nè mấy anh. Cho bao cát vô mấy anh nha. Cho vô thì mình đổ thêm xíu nữa, mình cho thêm 2 bao nữa nha. Mình đổ lên tên dưới cái hoa văn, dưới cái chữ á, lên giữa 1/4 á, 1/5 cái chậu á, mình cho thêm bao cát vô. Mấy anh cho sớm quá, mấy anh biết sao không? Mấy anh cho sớm quá nó đè nặng quá, cho nhiều bao cát quá nó đè nặng lòng trong xuống đáy nó bị mỏng. Nên là mình phải đổ cho nó có lớp đáy trước rồi mình hẳn cho vô. Rồi giờ bắt đầu cho nhiều vô được rồi đó. Từ từ cho vô đi chơi. Xíu nữa mất công nó lên rồi cho vô nó khó lắm. Rồi giờ mình sẽ cho bao cát dần vô nè mấy. 2 bao rồi đó. Một bao này nó rơi tầm khoảng 40-50 kg. Hai người khiêng mà, 40-50 kg, nó không quá nặng, không quá nhẹ. Cứ cho nó tầm 40 kg đi. 3 bao rồi đó.
cũng phải nhiều quá tí ơi. Này chắc cũng phải 8-9 bao, 10 bao ha. 4 bao, mấy anh chấn đều ra nha mấy anh. Đừng có để giữa hết, chấn đều cho nó dọc hết các miệng đó rồi. Cho nó đều lòng trong vô. Mấy rồi, 5 hả? Cái này có nước vô rồi, nặng hơn rồi. 5 rồi đó, 5 bao rồi đó, đổ một xíu thì cho thêm. Giờ đổ lên ổ nữa rồi hả? Gõ gõ đi, gõ gõ coi nó trồi lên đâu mà cho thêm. 5 bao mấy anh, cũng tầm 200kg á. Thấy khó lên rồi đó. Cho 2 bao nữa chắc được rồi ha. 7 bao nha, tầm khoảng 300kg là ok. Chậu này nó cũng không có lên dữ lắm. Bác ghét 1 mét kìa, nó lên mới ghê. Ghét 1 mét phải 15 bao. Với lại tại em không chèn từ đầu thôi. Bữa em chèn từ đầu nó đâu có bị. Bữa cạo xong nó lên rồi mình đâu có chèn đâu xuống nổi nữa. Chứ chèn từ đầu thì tầm 10 bao là nó cũng cứng cừ. Cái này hết nhóm luôn đó. 5 bao cứng ngắt. Cái này 6 bao là dư sức luôn. Đúng không? Cái này tầm 6-7 bao cát, tầm 40-50kg là dư sức nha. Thêm mấy sẹn nữa đi. Hai bốn sẹn cát à nha mấy anh, bao nhiêu sẹn xi? Hai bốn sẹn cát mà quất 15 sẹn xi luôn, ghê không? Độ già. Độ già nó mịn mấy anh, nhưng mà nó dễ nứt. Với lại cát của em á, độ cát này nó dở lắm. Cái này nó tách ra, nó dơ, nó tách xi ra. Nên độ non là nó bị rổ ghê lắm. Mấy anh độ có đá vô thì mấy anh canh tỷ lệ lại. Thì 24 sẹn cát lớn đó mấy anh, thì mấy anh tự canh là hình dung ra. Có đá vô thì mình giảm cát với lại xi măng lại. Cái này là đổ cao bằng miệng luôn nha mấy anh. Đổ cao bằng miệng xong rồi làm. Rồi xíu mình tháo lòng trong sớm. Xíu em sẽ quay, chị em sẽ quay tháo lòng trong anh luôn. Tầm 3 tiếng mình sẽ tháo. Cái này không dám để lâu luôn nha, để khô là khỏi tháo luôn á. Theo em đoán là để khô là khỏi tháo lòng trong luôn, phải đập chậu á. Tốt nhất là mình nên tháo sớm nha. Tháo sớm làm miệng rồi nữa. Còn cái chân nữa nè. Đầy rồi. 6 bao cát hả? 6 bao cát là ok luôn ha. Hết nhóm luôn. Cái châm bên thấp nè chơi. Xíu gõ lại cho nó lắng xuống rồi mình châm lại mấy anh. Tầm 30 phút sau mấy anh gõ lại lần nữa. Rồi mấy anh châm thêm vô. Châm thêm xi vô nha. Rồi tới cái chân. Chân xíu lấy cây chọt chọt nó nha tí. Chịu khó cho láng để bữa nào mình sơn một màu cho đẹp. Mấy anh đổ xong tầm khoảng 15 phút mấy anh lấy cây mấy anh chọt xong mấy anh lấy búa mình gõ lại. Mấy anh làm chừng 2-3 lần như vậy ha, cách nhau tầm 15 phút nửa tiếng á. Khi mình chọt nó xuống á, khi mình gõ lại cái xi măng nó sụp xuống thì mình châm thêm vô. Bữa em có hướng dẫn rồi đó, lấy cây chọt đều mấy cái góc mà nó hay bị rổ á mấy anh. Xong rồi mình lấy búa mình gõ lại. Là nó sẽ hạn chế bị bọt ở mấy cái chân quỳ hơn. Mấy anh làm chừng 3 lần như vậy là nó ít bọt lắm. Cái chậu thì không cần đúng không anh? Cái chậu mấy anh cứ trộn đều bằng máy. Rồi mấy anh gõ kỹ. Gõ tầm 2-3 lần bằng búa là nó cũng láng mịn đó nè. Còn mấy cái chân quỳ này nó hay bị bọt á. Nó hay bị bọt ở trên bề mặt chân nè. Xíu mình lấy cây mình trộn. Chân bằng chậu luôn á. Vẫn thiếu nha mấy anh, thiếu tầm khoảng 3-4 sẹn cát nữa. Tầm khoảng 3-4 sẹn cát thì mới đủ. Nói chung là tầm khoảng 26-27 sẹn cát á. Mấy anh có đá vô thì bớt cát lại nha mấy anh. Nếu mà tính tỷ lệ 1-1 thì bớt cát lại là được.
26-27 xẻng. Thì cát vô thì còn tầm 15-16 xẻng. Rồi ok, giờ châm thêm đi, thì lấy thêm dư đi xíu nữa nó đổ bù nữa mà, đổ đắp nữa. Rồi ok man, hôm nay em đổ, làm clip đổ cái chậu lục giác 78 cho anh coi tham khảo cách đổ ha, cách làm ha. Chiều nay nó sẽ khô, em sẽ tháo lòng trong, em sẽ nối vô clip này luôn. Tháo sớm thì em sẽ nối vô clip này ở khúc cuối á, có gì mấy anh coi tham khảo luôn ha. Còn khi nào nó khô em tháo bỏ ngoài em sẽ quay clip khác, quay clip riêng cho mấy anh coi chi tiết hơn. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em nha. Chiều em sẽ tiếp tục quay cái tháo lòng trong cho mấy anh coi. Giờ bắn lòng trong nó nha mấy anh. Cái này đổ được 4 tiếng nha mấy anh. Mấy cái chậu này mấy anh nên bắn sớm đi, lòng trong nó sâu nên phải bắn sớm. Đây mới khoan lỗ nè, nó lỗ nhỏ nhỏ. Nó còn nó mới xe xe nè, cứng cứng nè, đó vậy nè, mấy anh ấn vô vậy nè. Nè, ấn vô mà nó xe xe vậy mấy anh bắn được rồi. Đừng ướt quá nó tuột á, rồi nó bị răng chậu, nứt chậu á. Còn mà khô quá thì bắn nó không lên, khó lên. Mình lấy ngón tay mình kiểm tra mà. Cái này lòng trong nó đứng quá nên phải bắn sớm, sợ nó bắn khô không lên nha mấy anh. Thì trong video em lưu ý hết cho mấy anh rồi ha, mấy anh coi mấy anh để ý xíu ha, lỡ mốt mình làm coi chừng không lên hư lòng trong. Lên rồi mấy anh, bắn ướt thì nó dễ lên ha, bắn ráo thì nào đã số không lên. Nè mấy này phải xử lý lại luôn nè mấy anh. Nó bắn lên thì nó tức nó răng, mấy này mấy anh lấy hồ dầu mấy anh quét vô ha. Lấy hồ dầu quét hết vô, đáy nè, cán lại hết ha. Nó còn ẩm thì không sao mấy anh ha. Mình pha hồ dầu mình quét vô, sẵn mình làm miệng luôn. Phải xử lý lại nha mấy anh, không là nứt mấy đó mốt mình khinh lên nó bể hết á. Đó. Đó nó cũng dễ lên. Rồi ok mấy anh ha, giờ mình cứ xử lý miệng xong rồi quét hồ dầu lại mấy chỗ răng nứt nữa, lòi cát luôn nè. Nè cái chỗ này nè, mấy anh phải làm nè. Tại vì bắn sớm mình hay bị tuột ha. Đó mấy anh phải xử lý lại hết, mốt liền lại hết là không sao đâu mấy anh. Tại vì xi này nó vẫn còn ẩm, còn ướt. Khi mà giờ mình quét hồ dầu cho nó liên kết vô lại, nó cứng cứng bình thường hết à, không có vấn đề hết đó. Nó vẫn đạt hết á. Rồi ok. Rồi clip này chủ yếu là em đúc và hướng dẫn lấy lòng trong sớm thôi. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha. Bữa nào nó khô đi em tháo ra, em sẽ quay chi tiết lúc tháo cho mấy anh coi.